Chăn nuôi bò sữa là lĩnh vực sản xuất thế mạnh, đang được nhiều nông hộ trong tỉnh đầu tư phát triển. Những tháng gần đây, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng giá sữa bò tươi vẫn tiếp tục ổn định, dao động từ 12 đến 14 ngàn đồng một lít. Tuy nhiên, do giá vật tư đầu vào, chủ yếu là cám tổng hợp, tăng bình quân từ 30 đến 40% so với trước, nên chi phí đầu tư chăn nuôi bò sữa của nông dân cũng tăng theo. Bởi vậy mà thu nhập thực tế của nông dân nuôi bò sữa trong tỉnh giảm khoảng 20%. Trước tình hình nói trên, nhiều nông hộ đã ưu tiên đưa máy móc vào chăn nuôi nhằm giảm công lao động, giảm chi phí sản xuất. Nhà nông Phạm Văn Hiếu ở xã Bình Thành, huyện Đức Trọng hiện có một khu nông trang chăn nuôi 50 con bò sữa. Để nâng cao chất lượng sữa bò tươi và giảm chi phí đầu vào, anh Hiếu đang xây dựng mới một khu trang trại rộng 1.500 m², ưu tiên đưa máy móc vào sản xuất. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất mà nhà nông Phạm Văn Hiếu đang phải đối mặt đó là nguồn vốn. Bởi nếu đầu tư theo đúng kế hoạch thì tổng kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng dự toán lên đến 1,2 tỷ đồng. Thì em muốn hỗ trợ nhiều hơn về vốn để mình phát triển cái quy mô cũng như là cái chất lượng đàn, cũng như là mình thay đổi cái quy cách của mình để cho nó bắt kịp cái xu thế hiện nay. Đầu tiên là về vốn, và thứ hai là về mặt pháp lý. Thì cơ bản là chuồng trại của mình có thể, những cái nông hộ chăn nuôi bò sữa của em là vài tỷ ở khu vực này, nhưng mà mình không có một cái gì để mình được công nhận cả. Như các công ty thì có mặt pháp lý là công ty, còn mình là hiện tại nông hộ thì mình đăng ký cái sản xuất kinh doanh hộ gia đình cũng khó, thì rất là nhiều vướng mắc và cũng chưa có nhiều cái hướng dẫn để mình thực hiện cũng như là các thủ tục. Không dừng lại ở đó, do phần lớn nông sản Lâm Đồng được tiêu thụ qua thương lái nên thị trường và giá bán hết sức bấp bênh, nhất là với các loại nông sản ngắn ngày như rau củ quả, hoa. Sau khi gửi hàng cho các đầu mối, bà con nông dân mới biết nông sản được bán với giá bao nhiêu. Tình trạng ăn giá sâu như thế càng phổ biến trong những thời điểm thị trường tiêu thụ ảm đạm. Bởi vì cái giá cả trong nước nó quá bấp bênh, cần thêm là cái vấn đề là khi đã tạo ra thương hiệu nhưng mà cái cũng tạo điều kiện cho những cái hợp tác xã, những cá nhân là ký được nhiều hợp đồng hơn cho với những cái thị trường rộng hơn. Chứ còn ví dụ như thị trường của ra nước ngoài thì hiện tại người dân là chưa tiếp cận được. Xin cấp trên cho chị em có cái đầu ra với lại cái giá của sản phẩm nữa. Để khắc phục phần nào tình trạng trên, nhiều giải pháp liên kết đã được hình thành. Theo đó, toàn tỉnh có 165 chuỗi liên kết sản xuất, sơ chế, chế biến đến tiêu thụ. Với sự tham gia của khoảng 17.000 nông hộ, tổng diện tích đăng ký là trên 24.100 hecta, sản lượng đạt gần 340.000 tấn. Trên lĩnh vực chăn nuôi tổng đàn tham gia chuỗi liên kết là gần 855.400 con, tổng sản phẩm đạt khoảng 150.000 tấn. Nếu so với nhu cầu thực tế, thì số lượng chuỗi liên kết đó vẫn chưa được như kỳ vọng. Nhưng giải pháp nói trên cũng đã góp phần đáng kể giúp nhiều nông hộ trong tỉnh có đầu ra ổn định, tạo sự liên kết bền chặt từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản. Trong những năm qua thì chúng tôi đã chủ động ngay từ đầu là những cái mô hình liên kết, và chính quyền địa phương là có một cái trách nhiệm rất rõ ràng. Chúng tôi mời các doanh nghiệp về và ủy ban huyện là ký kết hợp tác với các doanh nghiệp, từ đó làm cái mô hình, nhà nước cũng hỗ trợ vào. Hy vọng với nhiều nhóm giải pháp tổng hợp trên đây, nông sản Lâm Đồng tiếp tục ổn định năng suất, chất lượng được nâng cao, giảm giá thành sản phẩm. Đó chính là những yếu tố tạo sức cạnh tranh cho nông sản Lâm Đồng trên thị trường.